đóng quân nơi tuyến đầu Tổ quốc, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã không quản ngại gian khó bám bản, bám biên giới, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai nhiều hoạt động nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là buổi phối hợp tuyên truyền pháp luật của cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang tới người dân bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Cả bản có 108 hộ với gần 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Vì người dân thường xuyên đi làm nương xa, để công tác tuyên truyền pháp luật tới người dân trong bản đạt hiệu quả, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phải tranh thủ thời gian vào lúc người dân ở nhà để gặp gỡ tuyên truyền và tổ chức lặp đi lặp lại nhiều lần. Có như vậy, bà con mới có thể hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật và thực hiện cho tốt. Tôi là biên phòng cũng tuyên truyền và chính quyền xã cũng tuyên truyền cho phổ biến về cái luật biên giới quốc gia, thì là cũng dễ hiểu và tuyên truyền cho bà con, thì là cũng luôn bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của bà con. Thì các khu dân dân ở làn gần ở cái mốt với đấy thì là cũng tuyên truyền về cái dân là không là quá gần mốc cách khoảng 100 mét, thì là cũng tuyên truyền dân cũng rất dễ hiểu. Nếu mình họp bản lần nào thì mình thông báo thì các đồng chí vào tuyên truyền thường xuyên. Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ gần 40 km về phía đông nam, Na Ư nằm trên những dãy núi đá hiểm trở, có nhiều lối mòn qua biên giới. Xã có 6 bản, gần 370 hộ với hơn 1.980 nhân khẩu. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Cũng bởi vậy, có thời điểm cả 6 bản đều là những tụ điểm phức tạp về ma túy. Trước tình hình trên, công tác tuyên truyền được cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai trên mọi mặt công tác cũng như mọi thời điểm, thời gian có thể tiến hành. Để công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đơn vị cũng cử những cán bộ có bề dày kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng trực tiếp xuống địa bàn ba bám bốn cùng với nhân dân. Vừa rồi thì xã ta, đảo ủy đồn với đảo ủy xã đã có cái quy chế phối hợp, tức là tổ chức triển khai như tuyên truyền các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước đến nhân dân, cho bà con nhân dân. Cho nên là từ cái việc đó thì bà con nhân dân cũng chấp hành tốt các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước. Hai nữa là đảo chính quyền của đồn với xã chúng ta cũng tổ chức giao ban hàng tháng, hàng quý để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn xã ta. Trong quá trình quản lý đường biên mốc giới thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang luôn luôn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, và đồng thời tuyên truyền cho bà con nắm rõ về tình hình biên phòng Việt Nam để bà con nắm và hiểu. Thì công tác là tập trung được bà con để mà tổ chức tuyên truyền thì rất khó, nên là khi phối hợp với chính quyền địa phương thì phải xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền để bà con tuyên truyền cho bà con nắm cái thời gian để bà con tập trung về để tổ chức tuyên truyền. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, từ đầu năm 2023 đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 230 lượt người nghe. Nội dung các buổi tuyên truyền chủ yếu vận động người dân không chăn thả gia súc qua biên giới, tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên cột mốc và phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Không chỉ thực hiện thường xuyên, công tác tuyên truyền còn được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang triển khai bằng nhiều biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để phù hợp với thực tiễn địa bàn. Theo đó, các buổi tuyên truyền được thực hiện thường xuyên hàng tháng với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị qua hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi xuống tận các gia đình để tuyên truyền, vận động hay lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Để cho tuyên truyền cho bà con nắm và hiểu rõ về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước thì trước hết là thường xuyên là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị cùng với chính quyền địa phương tổ chức từng bản một. Trong quá trình tuyên truyền, cái thứ nhất là mình trích cái tờ rơi để cấp phát cho bà con. Nghĩa là trong cái tờ rơi đều có các điều luật, để chủ yếu là cho bà con nắm cái điều luật của luật biên phòng Việt Nam liên quan đến bà con trong quá trình sản xuất tại khu vực biên giới, ở khu vực biên giới. Qua quá trình tuyên truyền và phát tờ rơi thì bà con đều nhận thức và làm tốt cái
chấp hành nghiêm với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình sản xuất kinh tại khu vực biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang hiện đang quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài trên 28 km tiếp giáp với Lào. Với phương châm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải đi vào thực chất, phải gần gũi với dân, bám dân trước khi bám luật để dân hiểu và chấp hành đúng luật của những chiến sĩ quân hàm xanh nơi đây. Tin tưởng rằng người dân khu vực biên giới Na Ư sẽ ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sẵn sàng tham gia, phối hợp cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.